phân lô bán nền cả vịnh Hạ Long, di sản thế giới, kỷ cương phép nước ở đâu đây? Trong những ngày gần đây, báo Tiền Phong có loạt bài phóng sự điều tra lấp vùng đệm vịnh Hạ Long làm biệt thự, nhà liền kề, di sản thiên nhiên thế giới bị đe dọa trực tiếp, đang làm xôn xao dư luận cả nước. Báo Tiền Phong cho biết điều đặc biệt dự án này lấn ra vịnh Hạ Long cả cây số tính từ đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều núi đá của vịnh Hạ Long đã bị doanh nghiệp đổ đất quây kín thành hòn non bộ giữa dự án. Đại diện lãnh đạo ban quản lý vịnh Hạ Long khẳng định với báo Tiền Phong rằng vị trí thực hiện dự án khu đô thị 10B nằm trong vùng đệm của vịnh Hạ Long. Vụ lấp vùng đệm vịnh Hạ Long làm biệt thự, nhà liền kề đang diễn ra. Điều đáng ngạc nhiên, theo đại diện của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả cho biết, đây là dự án cấp tỉnh và được tham vấn ý kiến đầy đủ của các bộ, ngành trước khi phê duyệt. Theo đó, dự án đã hoàn thành mọi thủ tục nên đã được triển khai đúng tiến độ, quy mô và thời gian thi công dự án. Dự án này cũng không nằm trong vùng lõi của vịnh Hạ Long và đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý. Nếu nói như lãnh đạo thành phố Cẩm Phả thì có nghĩa đây là một dự án đã được cấp phép đầy đủ, đúng quy trình. Rõ ràng đây là một điều cực kỳ vô lý, khó có thể xảy ra. Kể cả việc đại diện lãnh đạo ban quản lý vịnh Hạ Long cho biết, ngay khi nắm được thông tin, ban quản lý vịnh đã cấp tốc có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả, Sở Văn hóa Thể thao và Sở Tài nguyên Môi trường về việc dự án đang vi phạm nhiều vấn đề gây ảnh hưởng đến vùng đệm của di sản, song vẫn bị phớt lờ. Tờ báo Tiền Phong còn để ngỏ câu hỏi, không hiểu sao một dự án như khu đô thị 10B lại được phê duyệt dù biết rất rõ khu vực triển khai dự án có gần 4 hectare nằm trong vùng đệm của di sản vịnh Hạ Long. Vậy, lãnh đạo địa phương và bộ ngành nào có trách nhiệm trả lời cho công luận được rõ về những uẩn khúc vừa kể trên? Quảng Ninh xây dựng dự án đô thị, đổ đất lấp đá vùng đệm di sản thiên nhiên thế giới, vịnh Hạ Long. Được biết, dự án khổng này nằm trên khu đất cực kỳ đắc địa, tiếp giáp với mặt biển trên trục đường ven biển đẹp nhất tỉnh Quảng Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư là 1.232 tỷ đồng, với quy mô 31,8 ha, được dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý 3 năm 2026. Cụ thể, quy mô các hạng mục công trình bao gồm 451 căn biệt thự và nhà ở liền kề, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 52 căn biệt thự. Ngoài ra còn có các công trình thương mại dịch vụ, trong đó có khách sạn 7 tầng, quy mô dân số khoảng 2.524 người. Tờ báo Tiền Phong tiết lộ chủ đầu tư của dự án này là công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capita, một mới được thành lập vào ngày 18 tháng 11 năm 2021, nhưng đến ngày 30 tháng 12 năm 2021, thời điểm được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh công nhận kết quả trúng thầu đấu giá quyền sử dụng đất, doanh nghiệp này mới chỉ được có 42 ngày tuổi, nhưng đã loại bỏ được tới 8 đối thủ nặng ký để mà chúng đấu thầu ra khu đất giá nghìn tỷ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capita có vốn điều lệ là 200 tỷ đồng, trong đó ông Trần Hoài Thanh góp 55%, ông Lê Minh Chiến góp 45%. Trụ sở chính của công ty này đặt tại đường Cẩm Phả, Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đến năm 2022, Đỗ Gia Capita đã nâng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng. Lúc này, tỷ lệ sở hữu của ông Lê Minh Chiến và ông Trần Hoài Thanh cũng đảo chiều. Trong đó, ông Chiến nắm giữ đến 99,99% vốn điều lệ, số ít còn lại thuộc về ông Thanh. Những điều liệt kê kể trên cho thấy tầm cỡ của chủ đầu tư dự án cũng như quan chức đứng sau để bảo kê và cũng giải thích lý do vì sao cấp chính quyền phải bất lực. Hàng đoàn xe vận tải chở đất không phủ bạt chạy suốt ngày, suốt đêm. Mới nhất, trước áp lực của dư luận cũng như truyền thông, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số 3105 yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cẩm Phả kiểm tra dự án này và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong tháng 11 năm 2023. Được biết, dự án này cũng vi phạm hàng loạt các quy định của pháp luật như Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Di sản Văn hóa, kể cả báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt. Nếu dự án này không bị xử lý thì hỏi kỷ cương phép nước đang ở đâu đây? Dư luận xã hội thấy rằng Vịnh Hạ Long là di sản thế giới mà còn bị các quan cho doanh nghiệp sân sau phân lô bán nền được. Thiết kế mảnh đất trung tâm Ba Đình, nơi có đặt lăng ông Hồ Chí Minh, chắc gì lũ quan chức tham lam suốt ngày ca tụng đạo đức Bác Hồ sẽ tha. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết với bản tin ngày hôm nay, phân lô bán nền cả vịnh Hạ Long, di sản văn hóa thế giới,
kỳ cương phép nước ở đâu? Tô Lâm đang đi theo vết xe đổ của Tổng Trọng, dựa vào Trung Quốc để mà nắm quyền lực. Việc các lãnh đạo Việt Nam dựa vào Trung Quốc để nắm giữ và duy trì quyền lực là điều rất phổ biến. Điển hình là trường hợp của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vươn lên nắm giữ quyền lực từ chú thất thế trước cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng trong nhiệm kỳ Tổng Bí thư đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải rơi nước mắt tại Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa 11 vào tháng 10 năm 2012 khi không thể xử lý kỷ luật được đồng chí X theo cách gọi của ông Trương Tấn Sang. Nhưng chỉ sau đó ít lâu, ông Nguyễn Phú Trọng với sự ủng hộ của Trung Quốc đã chiến thắng ông Nguyễn Tân Dũng tại cuộc đua tranh chức Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 12 vào tháng 1 năm 2016. Khi đó, Nguyễn Phú Trọng thắng Ba Dũng bởi nước cờ táo bạo quyết định dựa hẳn vào Trung Quốc để duy trì quyền lực độc tôn như đã thấy kể từ sau nhiệm kỳ Tổng Bí thư thứ hai từ năm 2016 cho đến nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022. Vào ngày 25 tháng 12 năm 2015 trước đó, trước ngày khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 14 khóa 11, kỳ họp Trung ương cuối cùng để kết thúc vấn đề nhân sự cho chiếc ghế Tổng Bí thư, ông Trọng quyết định cử Nguyễn Sinh Hùng, lúc đó là Chủ tịch Quốc hội, bí mật sang Trung Quốc, hội kiến với lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc để báo cáo tình hình và thực tế là ông Trọng khó có thể thắng được Ba Dũng trong cuộc chạy đua vào ghế Tổng Bí thư. Lập tức, ngay sau đó, Nhân đại toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc khẩn trương ra nghị quyết cho phép Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc được phép đưa quân đội ra nước ngoài để bảo vệ thành quả xã hội chủ nghĩa. Khi đó, cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã nhận ra Tổng Trọng dựa vào ngoại bang để chơi sát ván với mình. Nên Nguyễn Tân Dũng chấp nhận thua cuộc, quyết định rút tên khỏi danh sách ứng cử về hưu làm người tử tế. Đó là lý do vì sao Nguyễn Phú Trọng, một người được cho là nhờ may mắn mới được ngồi vào chiếc ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đảng lần thứ 11 vào năm 2011, lại nắm giữ và củng cố được quyền lực. Thực tế, năng lực và tài cán của vị nguyên Chủ tịch Quốc hội, cựu Bí thư Thành ủy Hà Nội này đâu có gì xuất sắc. Kể từ sau Đại hội 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nổi lên và trở thành một lãnh đạo có quyền lực tuyệt đối, nắm quyền sinh, quyền sát trong Đảng. Có thể nói không ngoa rằng, ông Trọng cho ai sống thì người đó được sống. Ông Trọng bắt ai chết thì người đó buộc phải chết, không được phép bị thương. Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm và ông Trần Văn Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 14 tháng 9 tại Bắc Kinh. Bài học dựa vào Trung Quốc để nắm quyền lực đến mức tuyệt đối của Tổng Trọng đã hấp dẫn Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Theo giới quan sát, gần đây ông Tô Lâm có nhiều biểu hiện thân với Trung Quốc hơn mức bình thường. Không chỉ là chuyện là một ngày sau khi chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden đến Việt Nam vào trung tuần tháng 9 kết thúc, thì người ta đã thấy ông Tô Lâm lập tức có mặt ở Bắc Kinh. Chuyến đi ấy, Tô Lâm còn nhanh chân hơn cả Thủ tướng Phạm Minh Chính, người cũng sang Trung Quốc sau đó chỉ vài ngày. Trên mạng xã hội đang bàn tán về chuyện Bộ Công an xử lý vấn đề an ninh năng lượng ngay sau khi cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 5 cán bộ của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn trong một status với tiêu đề Mũi tên hai đích đã nhận xét rằng việc bắt bớ những nhà hoạt động môi trường tình cờ đang phục vụ cho lợi ích của Bắc Kinh. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, ông Đại tướng Tô Lâm. Bộ Công an bắt bà Ngô Thị Tố Nhiên, người được coi là một chuyên gia chứ không phải nhà hoạt động về môi trường và có vẻ không liên quan đến việc bắt 5 lãnh đạo của các tổ chức phi chính phủ bảo vệ môi trường trước đó. Đây là vấn đề liên quan đến an ninh năng lượng và quyết định của Việt Nam sẽ lựa chọn Trung Quốc hay Mỹ đây. Cụ thể, Mỹ và phương Tây muốn hỗ trợ Việt Nam để đảm bảo an ninh năng lượng theo hướng chuyển đổi sang năng lượng sạch một cách nhanh chóng. Trong khi Trung Quốc là đối tác cung cấp các nhà máy nhiệt điện than hàng thập kỷ qua ở Việt Nam với những hồ sơ môi trường đầy tai tiếng gây bệnh khắp từ Bắc đến Nam cho người dân Việt Nam. Với Trung Quốc, việc Bộ Công an tăng cường bắt bớ các nhà hoạt động môi trường thì lại có lợi cho họ. Trong lĩnh vực năng lượng, điều này đã đẩy Hà Nội gần lại với Bắc Kinh hơn. Nếu Bộ Công an phá hoại quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ một cách lộ liễu thì dễ bị phê phán, nhưng họ đã chọn cách kín đáo hơn là bắt bớ những nhà hoạt động nhân quyền và môi trường, vừa được tiếng bảo vệ chế độ, vừa là cách cản trở Việt Nam gần lại với Mỹ hơn.
Người ta hy vọng tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 được tổ chức vào đầu năm 2026 sắp tới, ban lãnh đạo Bắc Kinh sẽ ưu ái dành cho Tô Lâm chiếc ghế Tổng Bí thư, kể cả khi việc này làm Tổng Trọng không hài lòng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Lâm đang theo xe vết xe đổ của Tổng Trọng dựa vào Trung Quốc để mà nắm quyền lực. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de